Em chào tất cả các bác. Em đang sống một chiếc đồng hồ treo tường của Nhật, Made in Japan. Chiếc này, đường kính của chiếc này là 40 cm, còn chiều sâu vô là 9 cm. Chiếc này bát giác rất đẹp nha các bác. Dòng này cũng hiếm có nha. Đến giờ là 4 chú lính gõ chuông. Và điểm điểm theo giờ luôn. Bên trong này là có đèn luôn nha các bác. À, em test thử nha, nãy là em test trước cho các bác xem này. Cái này nghịch xuống đó, bên trong nó cháy đèn sáng. Mặt này mặt kính cũng mặt kính bát giác viết vô các đèn nha các bạn, kính rất dày. Rồi bác nào yêu thích chiếc này thì cứ alo trực tiếp em qua số điện thoại 0918120267. Và đây cũng là số Zalo của em, các bác kết bạn Zalo giúp em để cần hình ảnh và video em gửi thêm cho các bác nha. Em kết thúc video, chào tất cả các bác. Đẹp quá các bác ơi, đáng để cho các bác sưu tầm nha.